Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 14 2016-2021, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, là một nhà khoa học gắn bó hơn 30 năm với ngành y, có nhiều đóng góp trong nghiên cứu, điều trị những căn bệnh về huyết học. Ông đã đề xướng và tổ chức thành công lễ hội Xuân Hồng và Hành trình đỏ về hiến máu nhân đạo. Ông được xem là nhà khoa học đầu ngành của Việt Nam trong công nghệ ghép tế bào gốc với chi phí rẻ. Công trình khoa học của ông và các cộng sự được nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh vào đầu năm 2017 và các danh hiệu cao quý, anh hùng lao động, thầy thuốc nhân dân. Ông còn là một nhà khoa học có tâm hồn nghệ sĩ, yêu thơ ca từ thời thiếu thời. Đến nay, ông đã cho ra mắt bạn đọc 3 tập thơ và rồi từ những thẳm sâu trong những vần thơ, ông đã sáng tác 40 ca khúc mang giai điệu trữ tình, đậm tình yêu quê hương, đất nước, con người. Hướng tới kỷ niệm 60 năm của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, cũng là dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của giáo sư Nguyễn Anh Trí. Hội Nhạc sĩ Việt Nam kết hợp với các đoàn ca múa nhạc, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức đêm nhạc Nguyễn Anh Trí. Đây là một hoạt động văn hóa nghệ thuật như một lời tri ân của tác giả Nguyễn Anh Trí gửi tới gia đình, đồng nghiệp, bạn bè đã sát cánh cùng ông trên con đường khoa học và âm nhạc. Tham dự đêm nhạc có đại diện lãnh đạo đảng và nhà nước, bạn bè đồng nghiệp, học trò, bệnh nhân, những người đã được ông cứu chữa và những người mến mộ, người thầy thuốc nhân dân, nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí. Đêm nhạc đã mang đến cho khán giả một bầu không khí hào sảng, sự cảm nhận sâu lắng, xúc động với những ca khúc khí thế, giàu chất thơ như Cờ đỏ sao vàng, Sống mãi với thu vàng, Bài ca mẹ Việt Nam anh hùng, Nhớ những mùa đông, Tiếng gọi mẹ ơi. Đêm nhạc như được thăng hoa bởi những giọng ca có tên tuổi như nghệ sĩ Anh Thơ, Tùng Dương, Tố Nga, Phạm Phương Thảo, Vũ Thắng Lợi với sự dàn dựng chuyên nghiệp, công phu. Dưới sự chỉ huy của tổng đạo diễn chương trình, nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh, phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Hồng Quân. Tại đêm nhạc, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Hồng Quân nhận xét. Có một sự nhuần nhuyễn, rất là khéo, tức là không biết là đối với cá nhân anh ấy thì anh ấy viết nhạc trước hay viết thơ trước. Thậm chí là khi anh viết thơ thì trong đầu đã có nhạc rồi. Thì là chỉ là lúc đó nó sẽ hòa quyện vào nhau thì nó thành một sản phẩm. Tôi cho đây là một cái xuất phát từ hơi thở của dân ca, của cha ông để lại mà đã thấm sâu vào anh rồi, thì đến lúc mà anh khi mà hát ra, khi mà ngợi ca ra thì tự nhiên là thấy, và đây là điều quan trọng, khi mà anh đã nghĩ ra, anh đã hát ra một cách tự nhiên thì lập tức chúng ta là những khán giả, những thính giả nghe cũng thấy rất tự nhiên, và đấy chính là một cái trời ban cho anh một cái kênh rất là quan trọng, là kênh từ trái tim của mình đến trái tim của nhiều nhiều người, của công chúng, của khán giả. Có một ngày thu, đại tướng xa rồi, võ đại tướng ơi. Đức dùng trí nhân ông thanh vĩ đại, võ tướng một đời mà đầm những chất văn. Những ca khúc đặc sắc được trình diễn trong đêm nhạc đã để lại những ấn tượng sâu sắc, những cảm xúc dâng trào trong lòng người nghe, và đặc biệt là để lại ấn tượng về một nhà khoa học đa tài, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí.